Liên tục chương trình là tin cập nhật của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về cuộc vận động cho tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam tiếp diễn ngày hôm nay trên Quốc hội và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Dạ vâng, trong hai ngày 12 và 13 tháng 10 thì có một cái phái đoàn khá đông, khoảng 40 người đến từ 7-8 tiểu bang trên đất nước Mỹ do cái ủy ban vận động cho Việt Nam trở lên danh sách CPC tổ chức. Người trách nhiệm đó là ông Nguyễn Tấn Lạc đến từ California, nhưng mà được sự tiếp tay của Cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, của Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ và của các vị lãnh đạo tôn giáo ở trong vùng. Thì trong hai ngày thì chúng tôi đã đi thăm viếng rất nhiều những văn phòng dân biểu nghị sĩ ở các những cái tiểu bang của mà đông người Việt đó. Thế và để nói lên cái điều đó, và vừa rồi chúng tôi có cái cuộc họp báo trong đó cũng nói lên những cái quan tâm của chúng ta để làm sao thúc đẩy chính sách của Mỹ hữu hiệu hơn trong cái vấn đề làm việc với lại Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi có cái sự tự do tôn giáo. Chứ còn trong tình trạng hiện tại đó thì cái tình hình đó rất là không thể chấp nhận được. Thưa, chiều hôm nay lúc 3 giờ rưỡi thì cổ phái đoàn sẽ đến Bộ Ngoại giao để trình bày cùng ông Thứ trưởng chuyên lo về vấn đề nhân quyền lao động. Thì cũng nhân dịp này thì chúng ta cũng sẽ đưa ra những cái hồ sơ, một cái hồ sơ khá dày của cái ủy ban của ông Nguyễn Tấn Lạc làm ra, và trong đó cũng có cái sự tiếng nói của từng tôn giáo. Ví dụ Hòa Thượng Tâm Thọ sẽ nói về vấn đề Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hai linh mục Nguyễn Thanh và Đinh Xuân Long sẽ nói về trường hợp của đạo Thiên Chúa Giáo Công giáo, ông Võ Thái Hiền ở Georgia sẽ nói về cái tình trạng của đạo Cao Đài, và anh Sydney Trần sẽ nói về chương trình của đạo Phật giáo Hòa Hảo. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Nối tiếp chương trình là bản tin nhận định của bình luận gia Đại Dương về tình hình tại Libya. Đại Dương xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày với quý vị về chiến sự ở tại Sirte, tức là một tỉnh thuộc Libya. Kính thưa quý vị, sau khi quân đội của Hội đồng chuyển tiếp Libya đã chiếm được thủ đô Tripoli, thì hai tháng sau họ mới đánh chiếm Sirte. Sirte là một cái thành phố, trước đây nó là một cái làng đánh cá, nơi sinh trưởng của ông Muammar Gaddafi, và được ông ta khi lên làm lãnh tụ đã biến thành phố đó thành một cái nơi rất là sang trọng và rất là tiên tiến. Nhưng mà cuộc chiến ở đó, hiện nay quân của Hội đồng đã chiếm 80% thành phố rồi, chỉ còn một phần nhỏ quân chống đối vẫn còn hiện diện và cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Như vậy thì cuộc chiến này nó sẽ đi tới đâu, thưa quý vị? Đầu tiên thì chúng ta thấy rằng suốt 2 tháng họ không chiếm được. Lý do vì sao vậy? Lý do vì quân của Hội đồng thì rất là ô hợp. Ngay cả những người nào cứ hay có súng thì được đưa vào, là họ cứ bắn tràn lan hết. Chúng ta thấy trên đường phố của Sirte hiện nay toàn là vỏ đạn không. Có nhiều người vác súng lên tầng trên tầng building rồi chìa tay ra cửa sổ bắn lên trời. Thì cái ông tư lệnh của lực lượng đó, người ta bảo: trời đất ơi, anh bắn cái gì? Anh bắn để anh được chiếu lên đài truyền hình Algeria hay sao? Thì thưa quý vị, đó là một vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là quân đội họ tiến đến và họ bắt bất cứ người nào là đàn ông trong cái tuổi đánh nhau, trong cái tuổi chiến đấu được, thì họ bắt giữ hết. Và họ không phân biệt rằng người đó là ai, miễn là hãy người da đen mà gốc ở tại châu Phi là họ bắt. Và sau họ bắt họ dẫn đi. Và còn có những cái sự trả thù nữa. Do đó người ta e ngại rằng khi mà chiến tranh đã kết thúc rồi thì cái sự trả thù nó sẽ gây nên một cái làn sóng, nghĩa là chống đối mạnh mẽ. Và vì thế hiện nay một vấn đề nữa là đương nhiên, tự nhiên tất cả các cái cao ốc
đã treo cờ xanh của ông Gaddafi, họ bất thần họ rút đi, không biết họ rút đi đâu. Mà cuộc chiến ở đó thì những cái người trung thành với ông Gaddafi lại hiểu rất rõ đường đi nước bước của thành phố. Ngược lại, quân nổi dậy thì ô hợp và không biết, do đó cuộc chiến nó kéo dài. Tuy nhiên, ít lâu sau, có thể trong vài ngày tới thì cuộc chiến sẽ chấm dứt, hoặc là chưa thì cũng là còn là một câu hỏi. Trong khi đó thì số phận của ông Gaddafi như thế nào? Theo một số tin tức tình báo thì ông Gaddafi đã ở về phía miền nam của nước Libya. Và người ta dự đoán rằng có thể ông Gaddafi đang tìm cách để được đi tị nạn ở một trong những quốc gia nào đó, cho nên ở sát đó. Và đó là cái lý do mà quân nổi dậy không bắt được ông Gaddafi. Và như vậy thì cuộc chiến này sẽ kết thúc trong ngày mai, và xây dựng lại một chế độ dân chủ như thế nào? Thưa quý vị, thật sự đây còn là một dấu hỏi rất lớn đó thưa quý vị. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Kế tiếp là bản tin đặc biệt trong ngày của Võ Thành Nhân trao đổi với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân, và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được tiếp xúc với ký giả Nguyễn Văn Khanh để nhằm tìm hiểu về cuộc biểu tình bất bạo động ở tại trung tâm đầu não về thị trường chứng khoán ở New York. Xin được kính chào Nguyễn Văn Khanh. Dạ vâng, một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Trước hết xin được gửi lời chào đến Võ Thành Nhân và không quên gửi lời chào đến quý khán thính giả của SBTN. Lúc đầu thì chúng ta thấy cái cuộc biểu tình nó xảy ra rất là êm đềm, không có gì gọi là nhộn nhịp lắm. Nhưng mà qua tuần thứ 1, tuần thứ 2, bây giờ đến tuần thứ 3, sắp hết tuần thứ 3 thì lại bắt đầu có một cái triệu chứng rất là lớn, là người ta nghĩ rằng sẽ là một cái khó khăn ngoài vấn đề an ninh ra, còn là một áp lực về vấn đề chính trị chứ không chỉ là kinh tế mà thôi. Tôi nghĩ rằng là có lẽ cái áp lực chính trị là cái điểm mà mọi người đang nghĩ đến. Lý do là bởi vì nếu mà anh Võ Thành Nhân và thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, 24 tháng trước đây chúng ta có một tổ chức và trở thành một phong trào chính trị ở phía bên Đảng Cộng Hòa. Đó là phong trào Tea Party. Họ là thành phần bảo thủ và bảo thủ cực đoan của bên cánh hữu, tức là bên đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy một cái phong trào chính trị mới. Cái phong trào này là phong trào cấp tiến và của cánh tả, và họ đưa ra những cái điều kiện tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng chưa tìm cách để mà cân bằng chính trị với lại những cái đòi hỏi quá cứng rắn của phía bên Đảng Cộng Hòa. Tôi nghĩ là như vậy, ít nhất là trong giờ phút này. Và như vậy thì chúng ta là trong tương lai, cái vấn đề an ninh của New York, vấn đề mà New York đang tìm cách cắt giảm những cái tiền, những cái chi khoản cho vấn đề an ninh, cho cảnh sát, mà bây giờ chúng ta lại có một cái đám đông người như vậy ở lại ngay tại Wall Street, thì anh nghĩ rằng trong tương lai cái vấn đề này có thể đưa đến vấn đề liên bang hay không vậy thưa anh? Tôi chưa nhìn thấy cái vấn đề liên bang, nhưng mà khi mà những cái đòi hỏi của họ mà đưa ra thì tôi nhìn thấy rõ ràng đó là cái đòi hỏi ở cái cấp liên bang, chứ không phải là chỉ là cái cấp tiểu bang. Anh có thể nhận thấy là ngay trong những buổi ngày đầu tiên khi mà họ biểu tình, họ đưa ra các đòi hỏi thế nào. Họ bảo là người dân làm việc cực khổ và nhóm tài phiệt ở Wall Street ở tại New York là cái nhóm trục lợi. Sau đó thì họ đưa ra vấn đề công ăn việc làm. Họ bảo rằng là cho đến giờ phút này thành phần trẻ là cái thành phần bất mãn nhất, và rõ ràng anh nhìn thấy là trong số những người đi biểu tình hầu hết là thành phần trẻ. Có lẽ quý vị khán thính giả của SBTN cũng nhìn thấy như vậy. Họ bảo sao? Chúng tôi đi học, chúng tôi học hành, chúng tôi cố gắng để chúng tôi ra trường. Bây giờ chúng tôi ra trường không có việc. Và cái điểm thứ ba nữa là sau đó thì họ đưa ra một cái phần khác nữa. Họ bảo rằng là chúng ta phải tạo cái công bằng xã hội. Và khi mà nói đến công bằng xã hội thì họ nghĩ ngay đến cái vấn đề cái tiền học phí. Họ nói rằng là rất nhiều sinh viên, và đặc biệt nhất sinh viên của những gia đình trung lưu hoặc là những gia đình nghèo, họ đang gặp nhiều khó khăn bởi vì là tiền học phí quá đắt. Và bên cạnh đó thì họ lại trở lại cái điểm thứ nhì. Họ bảo rằng là chúng tôi trả tiền học phí đắt, chúng tôi nợ rất nhiều tiền vay để mà chúng tôi đi học. Và cuối cùng ra cho đến giờ phút này vẫn không tạo được công ăn việc làm. Thưa với anh, đó chính là cái vấn đề. Nhưng mà bên cạnh những cái vấn đề mà chúng ta suy nghĩ vấn đề chính trị thì vấn đề an ninh, người ta lại sợ có những người khủng bố vào bên trong là sát hại, hay là có những cái gì đó làm nguy hiểm cho người biểu tình, thì lại mất cái uy tín của thành phố New York hay là nơi do kẻ xấu lợi dụng. Cho đến nên hiện nay chúng tôi được biết rằng người ta tăng cường rất là nhiều về vấn đề an ninh để bảo vệ một cái đám người biểu tình như vậy. Do đó anh nghĩ rằng là liệu chúng ta phải làm cái gì để giải quyết vấn đề này hay không vậy? Tôi nghĩ rằng là đây, khi mà họ trở thành cái phong trào thì tôi không nghĩ rằng, tôi nghĩ rằng là nó khó để mà cho chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề. Nhiều người bảo với tôi rằng là cái thời những nhà báo bạn làm việc với chúng tôi, những nhà báo bậc thầy của chúng tôi phải nói đúng hơn, là họ bảo ra là nó tương tự, họ thấy có vẻ lan tràn những cái thời gian cuộc chiến Việt Nam
Tức là cái phong trào phản chiến thì bây giờ là phong trào có vẻ chống chính phủ, nó sẽ trở thành cái phong trào chống chính phủ đương quyền, phong trào chống tài phiệt vân vân và vân vân. Nó sẽ lan tràn như vậy. Mà cái điểm đó là cái điều rõ ràng. Cái khởi đầu anh Quang Thành Nhân nói là New York, thưa cùng với là quý vị khán thính giả của SBTN, bây giờ đã trên 150 thành phố lớn nhỏ, họ có những cuộc biểu tình hoặc là họ có những nhóm ủng hộ. Thành ra người ta thấy rõ ràng đã bắt đầu lan rộng. Lan rộng từ miền, từ New York qua vào vùng Đông Bắc, rồi sau đó qua vùng Tây Nam và qua đến cả vùng phía Tây của nước Mỹ. Thành ra người ta đang lo âu ở cái điểm đó. Anh Võ Thành Nhân nói hai điểm rất là đúng. Cái điểm đầu tiên là chính phủ các tiểu bang, tức là chính phủ địa phương, họ đang gặp nhiều khó khăn về vấn đề ngân sách. Bây giờ họ lại phải bỏ thêm tiền để mà giải quyết vấn đề an ninh. Trong khi đó thì chính phủ liên bang lại lo âu. Có thể là bọn khủng bố trà trộn cũng sẽ gây ra một cái trả ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà làm thế nào để mà giải quyết được vấn đề? Tôi nghĩ rằng là đây là tiếng nói của thành phần cấp tiến. Và khi mà nói đến thành phần cấp tiến thì hầu như là người ta nhìn thấy thành phần trẻ, thành phần trung lưu. Và đó chính là cái tiếng nói của người Mỹ bây giờ. Nhiều người bảo với tôi như vậy. Như vậy là trong vấn đề mà chúng ta nhìn thấy những ngày tháng sắp tới giữa những người cấp tiến và những người bảo thủ của Tea Party, họ sẽ gặp nhau ở điểm nào vậy thưa anh? Tôi chưa nhìn thấy được cái điểm mà họ gặp nhau. Nếu mà họ có thể gặp nhau thì họ chỉ gặp nhau được có một điểm duy nhất. Tức là đã đến lúc phải định lại cái chính sách cho toàn nước Mỹ. Cái chính sách đó như thế nào? Thì vấn đề còn lại là liệu là bên nhóm thành phần đang biểu tình hiện nay đã là thành sẽ chiếm được cái khối đa số, hoặc là thành phần Tea Party sẽ chiếm được khối đa số. Thành phần nào sẽ thành phần sẽ được người dân tin tưởng hơn, người dân ủng hộ mạnh hơn thì thành phần đó sẽ thắng thế. Ngay giờ phút này vẫn là 50-50 thưa anh Võ Thành Nhân. Xin được cảm ơn Nguyễn Văn Khanh. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin của chúng tôi và ký giả Nguyễn Văn Khanh để nhằm tìm hiểu về những khó khăn của chính quyền Hoa Kỳ cũng giống như chính quyền tại địa phương về những cái sự việc mà đã xảy ra là biểu tình bất bạo động tại khuôn viên mà chúng ta gọi là đầu não về thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Trong tương lai những khó khăn sẽ như thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để gửi đến quý vị những bản tin cập nhật nhất. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi không quên kính lời cảm ơn anh Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin được cảm ơn anh Võ Thành Nhân và không quên gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả của SBTN. Và kính thưa quý vị, chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây là mãn. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Thi Nga thân mến, chào tạm biệt cùng với lời chúc quý vị một buổi tối an vui, hạnh phúc. Hẹn tái ngộ quý khán thính giả trong buổi phát hình kỳ tới.